Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay Paseo Tuning mình có đây chiếc Ford F150 Raptor. Hôm nay mình nhận độ công suất gói stage 1 cho chiếc xe này ha. Thì xe đã có làm sẵn intake kit rồi. Thì công việc của mình hôm nay là sẽ remap ECU cho nó phù hợp với cái phần cứng đang gắn trên xe. Thì trước khi làm mình sẽ chạy dyno test cái công suất của xe zin. Rồi sau đó mình sẽ đọc map ra, tinh chỉnh và nạp lại vào ECU. Rồi sẽ chạy dyno lại ha. Rồi giờ mình vào việc thôi. Rồi xe đã setup lên dyno và đạt nhiệt độ vận hành rồi ha. Giờ mình sẽ tiến hành chạy dyno xe zin. Chạy thì cần phải tắt chống trượt. Xe mình đã đọc map xong, tinh chỉnh và đổ lại vào ECU. Bây giờ mình sẽ chạy dyno để test lại ha. Rồi đây là kết quả remap chiếc Ford F150 Raptor stage 1 ha. Zin chúng ta đo tại bánh được 245 mã và sau khi remap thì lên được 295, thì tăng khoảng 50 mã tại bánh. Còn moment xoắn thì zin chúng ta đo tại bánh là 343, sau khi remap thì lên được 403 Nm ha, thì tăng khoảng 60 Nm. Chúng ta có thể thấy tọt vào rất là sớm, cao hơn zin rất là nhiều. Rồi đây là kết quả tuần của xe ngày hôm nay. Nhớ bấm like và subscribe channel cho bên mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại.